Thưa quý vị, dự kiến trong ngày hôm nay, tức là ngày 5 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở ra phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ cháy chung cư Carina Plaza ở quận 8 xảy ra hồi tháng 3 năm 2018, làm 13 người chết và 60 người khác bị thương. Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Tùng, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina và Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên là trưởng ban quản lý chung cư Carina, bị xét xử về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Trong đó, hội đồng xét xử đã triệu tập 642 người là bị hại, 70 người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. 10 người luật sư bào chữa cho hai bị cáo và bảo vệ quyền lợi lợi hợp pháp cho các đơn vị liên quan. Phiên tòa dự kiến được tiến hành từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 10 tháng 4.